Chi này. Này. Ăn ăn ăn. Này, ăn này chưa? Em có biết không, ngày xưa nhá, mỗi một lần Tết đến á, chị được ba mẹ mà cho một cái gói hạt trứng chim này á, thích cực. Đâu gọi kẹo này là kẹo trứng chim. Em biết ở giữa nhân nó có gì không? Chocolate. No, no. Không phải như bây giờ có chocolate đâu em nhìn nha. Đúng rồi. Nó chỉ là một lớp đường bọc ngoài. Ăn ra, một hàm lạc ở giữa luôn, rất giòn. Sâu ăn nhiều quá. Này. Này. Chi mà. Chi này. Này. Ăn ăn ăn. Này, ăn này chưa? Có phải do mềm gì em? Nó căng. Này. Thấy ăn nặng. Được ăn cái này bao giờ chưa? Chưa. Nói miệng thì cho đấy, vào đây hai chị em mình là bắt hai rồi. Em về nấu rau cho gà. Thôi cho gà lại tí nó ăn. Đi hai em chị em mình cùng làm. Bây giờ bác ăn thử cái này đã. Mẹ chị mới được mua cho mất đấy. Em ăn mất Tết này bao giờ chưa? Nhìn này. Đèn cái đèn. Cho em mở luôn. Đâu nhỉ? Giật hết mình luôn. Giật hết mình luôn á. Ngon cực luôn. Nhìn này. Cái gì? Ai? Đèn cái đèn. Đây gọi là mứt Tết đấy. Món truyền thống của mình luôn đấy. Chị nhìn này. Trong này có rất nhiều món nhỏ luôn. Có mứt dừa su thích này. Ngon lắm đi. Em ăn dừa. Wow, nhìn thấy chưa, nhiều chưa? Em biết đây là kẹo gì không? Chuẩn luôn, kẹo trứng chim đây. Đây là mứt bí. Đây là mứt cà rốt. Đây là mứt quất. Đây là mứt gừng. Đây là hạt sen. Hạt sen ấy. Còn đây là có gì vậy cho? Sao tàu. Đây là mứt dừa mà Su thích. Em có biết không, ngày xưa nhá, mỗi một lần Tết đến á, chị được ba mẹ mà cho một cái gói hạt trứng chim này á, thích cực. Đâu gọi kẹo này là kẹo trứng chim. Em biết ở giữa nhân nó có gì không? Chocolate. No, không phải như bây giờ có chocolate đâu em nhìn nha. Đúng rồi. Nó chỉ là một lớp đường bọc ngoài. Ăn ra, một hàm lạc ở giữa luôn, rất giòn. Ngon cực. Em thử ăn mất này. Mất cà rốt. Không ăn à? Cái này mất gừng. Mất này thì không thể ăn được, cay lắm. Cay. Mất cà rốt thì ăn được. Ngon. Đây. Ăn quả này. Rất tốt cho học của em. Quýt. Quất. Quất. Không ăn à? Sao cái gì em không ăn vậy? Mày không mất này em không em cái gì à? Đây, thế của em ăn quả táo tàu. Táo tàu nó ngon cực. Chị ăn thử cái này xem ngon. Mứt dừa lâu lắm rồi chị đấy. Chỉ đến ngày Tết thì em mọi người mới làm mứt dừa này thôi. Bình thường làm gì có ai ăn mứt dừa đâu đúng không? Làm mứt dừa. Dừa này non nhỉ? Em ăn thử quả táo đấy xem ngon không? Táo tàu ấy. Táo này ngày xưa nhá. Chị nhớ là không được ăn đâu. Mà khi nào bố mẹ cắt thúc bắc ấy. Về xong rồi có ở trong đấy ăn. Chứ là lấy đâu ra táo như bọn em bây giờ ra siêu thị cái này. Thế rồi chị không có. Nên là chị thích ăn mấy cái thứ này. Đây, đây là mứt bí. Cái này là quả bí đao của mình ấy. Xong người ta ngâm xong người ta lấy ấy. Ngon cực. Có hạt không? Có hạt ở giữa. Này, em ăn thử miếng mứt bí đao. Ăn rất là hay. Ngon không? Ngon đúng không? Ngon. Đấy, em lấy đi, táo. Này, táo. Ăn xong có dẻo mà. Nói chung ăn thử một chút một tí. Em thấy mứt thế nào? Cảm giác không mứt có ngon không? Ăn cái này. Cái nào ngon nhất? Ừ. Ngon cái này ngon. Hạt chim chim ngon. Không ngon à? Mứt quất ngon. Mứt cà rốt ngon. Ủa ngon chết hết. Vậy thì chị sẽ cho em hai cái này đúng không? Còn chỗ này là của chị mang về nhá. Được không? Em không ăn mứt dừa. Sao mà em lại chê mứt dừa rồi à? Ai thích mứt bí ngon hơn à? Trời ơi, vừa thôi để đây hai chị em mình vừa học vừa ăn vừa chơi. Nhà chị còn một hộp nữa. Hăng lắm, hăng. Bây giờ mang cái này vào ông nhà đi. Xong hai chị em mình đi ra vườn hái rau cho gà đi nhà em. Xong rồi trước nó ăn tiếp. Để đây đi ra hái rau á. Đây. Để đây, để đây. Để Hương. Không. Không. Em ăn. Em ui, kinh quá. Hương hái cho ăn. Cho em được vừa hái vừa ăn. Xin chào tất cả các bạn xem ủng hộ.
mình một subscribe cho mình nhé.